Thưa quý vị và các bạn, giới trẻ ngày nay có xu hướng tích trữ những thứ khiến bản thân cảm thấy yên tâm hơn về tương lai. Trong đó, trữ đông trứng, tinh trùng được xem là việc làm quan trọng và cấp thiết với nhiều cô gái và chàng trai trẻ. Nhiều người sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho dịch vụ trữ đông trứng, tinh trùng, chờ cơ hội mang thai và sinh con trong tương lai. Vậy tại sao nhiều bạn trẻ lại tìm đến dịch vụ này? Hiệu quả của phần này ra sao? Có khuyến cáo gì cho người sử dụng dịch vụ này? Nhiều vấn đề xoay quanh từ khóa trữ đông trứng, tinh trùng sẽ được bàn luận và giải đáp trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của Báo Lao Động ngày hôm nay. Đồng hành với chương trình xin được giới thiệu bác sĩ Tăng Đức Cường, giám đốc chuyên môn bệnh viện Đông Đô. Xin chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ xã hội học Nguyễn Thị Tuyết Minh, giảng viên Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Xin chào MC, chào bác sĩ, chào quý vị. Cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thưa hai vị khách mời, nhấn nút tạm dừng là cách gọi ẩn ý của nhiều người trẻ khi nghĩ đến việc trữ đông trứng và tinh trùng, thậm chí họ còn gọi đó là đặc ân. Vậy theo tiến sĩ xã hội học Nguyễn Thị Tuyết Minh, tại sao nhiều người trẻ lại tìm đến dịch vụ này ạ? Theo như tôi được biết thì ví dụ như là trong những trường hợp mà vì tuổi tác đó, thì chúng ta biết là bây giờ cái tuổi kết hôn của nữ giới là muộn hơn so với trước kia. Thế tuy nhiên thì về mặt sinh học mà nói thì phụ nữ trên 35 tuổi thì cái khả năng mang thai tự nhiên, thế rồi là cái nguy cơ khi mà mang thai tự nhiên thì có thể là sảy thai, sinh non hoặc là cái dị tật nó cao hơn so với những cái độ tuổi trước đó. Vì thế cho nên là có thể là nhiều người trẻ thì muốn trì hoãn cái thời điểm mà làm mẹ. Có nhiều các bạn nữ thì đã chọn phát triển sự nghiệp này, theo đuổi học hành này, thế và có nhiều các cái lựa chọn khác hơn là cứ lớn lên là chỉ có chọn đi lấy chồng, và lấy chồng rồi thì chỉ có chọn ngay lập tức là sinh con. Đó, vì thế có nghĩa là bây giờ thì các bạn là có nhiều lựa chọn hơn, vì vậy cho nên là lại có thêm các cái cơ hội để cho cái sự lựa chọn đấy nó được thực hiện, thì tôi nghĩ là người ta lựa chọn cái phương pháp trữ đông. Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ. Vậy thì còn bác sĩ Tăng Đức Cường thì sao ạ? Ngoài những cái lý do nêu trên thì lý do tại sao ngày càng có nhiều bạn trẻ tìm đến dịch vụ trữ đông trứng và tinh trùng ạ? Tôi thấy rằng là có ba cái nhóm khách hàng. Cái nhóm khách hàng thứ nhất là những người mang cái bệnh lý mãn tính. Ví dụ như ở nữ giới thì bị lạc nội mạc tử cung, u buồng trứng hoặc là họ bị ung thư mà cần phải điều trị xạ trị hay hóa trị. Với nam giới thì bị các bệnh mãn tính như là suy gan, suy thận, làm suy giảm cái chức năng sinh sản của tinh trùng. Còn nhóm khách hàng thứ hai mà chúng tôi gặp đó là những người hiếm muộn và người ta đi tìm con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm, nhưng vì lý do là cái dự trữ buồng trứng của họ thấp, chất lượng tinh trùng quá kém, chính vì thế mà họ phải đông lạnh trứng, đông lạnh tinh trùng để nhằm mục đích mình có nhiều cái lựa chọn những quả trứng và con tinh trùng tốt hơn. Có một cái nhóm khách hàng thứ ba nữa mà chúng tôi cũng gặp, đó là trữ trứng theo nhu cầu chủ động. Như vậy thì có thể thấy là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến việc trữ đông trứng và tinh trùng là giới trẻ không muốn kết hôn sớm hoặc ngại sinh con ở đúng độ tuổi. Vậy thì theo tiến sĩ Nguyễn Tuyết Minh, là dưới góc độ xã hội học thì điều này có đáng lo ngại không ạ? Nếu mà chúng ta đứng ở cái góc nhìn là, tức là cái bình diện lớn hơn là cái góc nhìn về xã hội, và nói đến cái gọi là phát triển dân số, phát triển nguồn nhân lực tương lai của một quốc gia, thì tôi nghĩ rằng là như thế này. Tức là cái xu hướng, nếu nó đã trở thành xu hướng, có nghĩa là một cái xu hướng thật là rõ rệt về cái việc là những người thanh niên không muốn kết hôn sớm, mà họ hoặc là kết hôn muộn, hoặc là không kết hôn, hoặc là ngại sinh con ở cái độ tuổi sinh sản của giới trẻ, thì nếu mà đối với một xã hội thì đó là một điều đáng lo ngại. Khi mà không kết hôn, hoặc là kết hôn muộn, hoặc là ngại sinh con ở cái độ tuổi sinh sản của giới trẻ, thì nó dẫn đến một cái tình trạng đó là suy giảm tỷ lệ sinh. Và cái điều này thì nó về lâu về dài nó ảnh hưởng đến cái cấu trúc dân số của một quốc gia. Tiến sĩ Tuyết Minh đã phân tích rất kỹ ở cái góc độ xã hội học. Vậy thì về góc độ y học thì giới trẻ hiện nay, hoặc là người phụ nữ hay là người đàn ông ở độ tuổi bao nhiêu thì nên trữ đông trứng và tinh trùng ạ? Thì tùy từng trường hợp mà chúng tôi sẽ có những cái lời khuyên cho từng trường hợp nhất định. Nhưng theo khuyên cáo mà tốt nhất thì là nên trữ trứng ở độ tuổi
dưới 35. Nhưng mà tùy những trường hợp, có những trường hợp trẻ tuổi chúng tôi vẫn khuyên họ, khuyên cáo họ nên đi chữa trứng và chữa tinh trùng khi mà họ thăm khám có cái dự trữ buồng trứng nó giảm và cái nguy cơ trong những năm tiếp theo là nó có thể giảm sút nữa, hoặc là cái chất lượng tinh trùng nó quá yếu. Quá trình chữ trứng thì thông thường thì nó gồm các cái bước sau. Cái bước thứ nhất là chúng ta phải khám xem là cái chức năng sinh sản ở cái thể điểm hiện tại như thế nào. Sau khi đó thì họ sẽ có một cái quy trình kích trứng. Sau khi kích trứng xong thì họ sẽ được gây mê khoảng 5-10 phút để lấy cái trứng đó ra. Sau khi trứng được lấy ra chất lượng tốt thì sẽ bảo quản ở môi trường nitơ lỏng với âm 196 độ với một cái dụng cụ chuyên biệt. Sau khi có nhu cầu mà muốn sử dụng cái trứng đó thì chúng ta sẽ tiến hành giã trứng và cho kết hợp với tinh trùng để tạo ra phôi thai. Về chi phí cho quá trình làm thì tùy từ trường hợp khác nhau, nhưng nó xung quanh khoảng 50 triệu cho một lần. Và cái phí duy trì hàng năm cho cái số lượng trứng đó là từ 3 cho đến 5 triệu cho một năm. Về chữa lạnh tinh trùng thì đơn giản hơn, vì để lấy được tinh trùng thì người ta chỉ cần xuất tinh ra như xuất tinh thông thường là mình đã có thể chữa được cái mẫu tinh trùng đó rồi. Dạ vâng. Vậy thì trong cái quá trình mà tiến hành lấy trứng hay là chữ đông trứng và chữ đông tinh trùng thì có những cái ảnh hưởng gì đến cơ thể của người phụ nữ không ạ? Và có những cái rủi ro gì xảy ra trong quá trình này không ạ? Trong quá trình thực hiện kích trứng và tiến hành lấy trứng thì ở phụ nữ có một số các cái tác dụng không mong muốn, ví dụ như là chướng bụng, đau bụng, chảy máu, nôn, buồn nôn, và có thể bị quá kích buồng trứng, nhất là đối với những trường hợp mà phụ nữ mà có buồng trứng đa nang. Nhưng mà với cái sự phát triển của y học hiện tại và với kinh nghiệm của bác sĩ thì những cái tác dụng phụ không mong muốn đó là rất ít xảy ra. Thưa quý vị, như vậy có thể thấy là chữ đông trứng và tinh trùng là một kỹ thuật khá khó trong lĩnh vực sinh sản. Bên cạnh những trường hợp thực sự cần thiết để bảo toàn khả năng sinh sản trong tương lai thì có rất nhiều bạn trẻ là 18 đôi 10 đã thực hiện cái phương pháp này. Vậy thì theo quan điểm của tiến sĩ Tuyết Minh về vấn đề này như thế nào ạ? Vâng, chúng ta cũng đã vừa với nghe bác sĩ chia sẻ rằng là cái kỹ thuật về chữ đông trứng nó cũng là một cái kỹ thuật rất là cao. Thế và cái quá trình mà để kích trứng, để lấy trứng ra để chữ, nó cũng là một quá trình đòi hỏi cái chuyên môn. Thế và bản thân người mà tham gia vào cái quá trình đấy cũng cần phải hiểu biết rõ và cũng cần phải thấy được là nó có những cái rủi ro gì có thể xảy ra. Nếu như trong trường hợp mà nó là một xu hướng, là một trào lưu đối với các bạn rất trẻ, tức là 18 đôi 10, thì tôi nghĩ là cái vai trò của gia đình, của xã hội thì cũng rất là quan trọng về cái việc là làm nào đấy để cho các bạn trẻ cảm thấy rằng là cái tình yêu đối với bản thân mình, yêu thương trân trọng bản thân mình, đồng thời là những gì liên quan đến mình, thì nó cần phải được gọi là tính toán thật là kỹ lưỡng và có lợi nhất cho mình. Phải nhấn mạnh với các bạn rằng đó cũng chỉ là một phương pháp để bảo tồn chức năng sinh sản, chứ không phải là chắc chắn sau này 100% các bạn sử dụng những cái đó khi mà các bạn lớn tuổi. Chính vì thế mà tôi muốn đưa ra một cái lời khuyến khích cho các bạn là nên có con sớm ở độ tuổi mà sức khỏe mình còn tốt nhất. Cảm ơn chia sẻ của hai vị khách mời ạ. Thưa quý vị và các bạn, chữ đông trứng tinh trùng được xem là nguồn hy vọng mới cho người phụ nữ có mong muốn bảo toàn thiên chức làm mẹ, người đàn ông muốn duy trì nòi giống tốt. Tuy nhiên, để việc này thực sự có ý nghĩa và mang lại hiệu quả thiết thực thì người trẻ cần cân nhắc về điều kiện tài chính, tinh thần, tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan để có quyết định cuối cùng. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong số Cà phê chiều thứ 7 tiếp theo.